Thưa quý vị và các bạn, diễn viên Lý Hùng, con trai của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh cho biết, cha anh vừa qua đời vào 5 giờ sáng nay, ngày 22 tháng 10 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Theo thông tin từ diễn viên Lý Hùng, gia đình anh thời gian qua đã tận tình cứu chữa vì nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh mắc nhiều bệnh nền về tim, phổi. Trước khi mất, có lẽ ba đã mãn nguyện khi đã được gặp tất cả các con, cháu của mình bên giường bệnh. Anh xúc động chia sẻ. Gia đình cho hay lễ viếng nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh bắt đầu từ 15 giờ ngày 22 tháng 10 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ động quan vào 10 giờ sáng ngày 24 tháng 10. Sau đó, linh cữu được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long, tên là Lý Kim Tuyền. Ông được biết đến là một võ sư, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Lý Huỳnh là một trong những võ sư xếp vào nhóm Nam Kỳ Tứ Tú trước năm 1975, nổi tiếng với chiêu Liên Hoàn Bát Cước, và cũng là người từng thách đấu công khai với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long của Trung Quốc. Cùng sự nghiệp võ thuật của mình, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh còn được biết đến và mến mộ trong vai trò diễn viên, đạo diễn sau năm 1975 qua nhiều vai diễn ấn tượng trong Con Mèo Nhung, Đứa Con Bị Từ Chối, Cô Nhít, Mùa Gió Chướng, Mối Tình Đầu, hay trong vai trò đạo diễn của các tác phẩm điện ảnh như Lửa Cháy Thành Đại La, Thanh Gươm Để Lại, Sơn Thần, Thăng Long Để Nhất Kiếm, Nước Mắt Học Trò, Tây Sơn Hào Kiệt. Với những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, năm 1993, ông đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và đến năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long, tên là Lý Kim Tuyền. Ông được biết đến là một võ sư, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam. Lý Huỳnh là một trong những võ sư xếp vào nhóm Nam Kỳ Tứ Tú trước năm 1975, nổi tiếng với chiêu Liên Hoàn Bát Cước, và cũng là người từng thách đấu công khai với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long của Trung Quốc, vừa qua đời ở tuổi 78. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.